Hi, hello, xin chào các bạn nha. Hôm qua có một bạn hỏi mình là cái cách mà lau chùi cái khu vực bếp này bằng cách nào để đặng mà cho nó sạch, bởi vì lâu ngày nó đóng bẩn. Thì mình đã cũng có làm mấy cái video trước đây rồi, nhưng mà chắc có thể là cái bạn này chưa có coi á. Thì hôm nay mình tóm tắt mình làm lại hết những cái video. Thật ra những cái video trước đó là mỗi lần mà mình lau chùi ở đây á, hoặc là vệ sinh nhà bếp á, thì mình làm mỗi cách khác nhau. Thì cái video này á, mình bao gồm lại hết cho những cái khu vực nhà bếp từ dơ thật là dơ và tới cái lau chùi hàng ngày nha. Thì cái thứ nhất mình dùng cái WD-40, tức là cái này đây ha, hoặc là cái này nha. Cái này kêu là RP7, ở Việt Nam thì dùng cái này nhiều hơn, nhưng mà ở nước ngoài thì người ta dùng WD-40. Ở đây mình nói WD-40 thì mình nghĩ là những bạn ở nước ngoài biết, nó kêu là VW-40 á, hoặc là cái chai này nha. Thì nếu mà cái khu vực nhà bếp mà dơ á, thì mình chỉ cần lấy cái chai W40 hoặc là cái chai này á, mình chỉ xịt lên xong rồi mình để khoảng chừng 5 phút sau á, thì mình lấy cái khăn giấy nha, chứ không phải là giấy toilet tissue, khăn giấy để cho nó có độ dai đó, thì mình lau đi thì là nó sẽ sạch thôi. Thì cái cách này á, dùng cái cách này á, thì nó được một cái là sau khi mà mình dùng cái này á, thì là nó rất là sạch và nó có cái độ trơn ở trên cái bức tường này ha. Thì những lần sau đó thì lau chùi vệ sinh nó rất là dễ cho sau này. Đó là cái cách mà thứ nhất dùng cho WD-40 hoặc là cái PR7 này ha. Thì nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều là khi mà mình vệ sinh cái nhà bếp bằng cái chất này hoặc là cái chai WD-40 đó, thì nhớ tắt lửa nha, bởi vì trong đây nó có chất dầu nên thành thử ra nó dễ bị gây cháy nổ. Vì vậy nên lúc mà làm bằng cái này á, là nhà phải thông thoáng nha, có nghĩa là cửa sổ phải mở ra, bếp lửa phải tắt ha, thì là mới dùng cho cái này nha. Và thường dùng cái này á, là cho những nhà mà nhà cho thuê cho mướn hoặc là những nhà trọ đó, thì lâu ngày người ta không có vệ sinh cái khu vực này thì dầu nó đóng nhiều á, thì mới dùng bằng cách này thôi nha. Chứ thông thường đó thì mình không có dùng bằng cách này đâu. Tại cách này làm là cho những cái bức tường mà coi như là nó quá dơ thì mình mới dùng bằng cách này nha. Rồi bây giờ tới cách thứ hai ha. Cách thứ hai á, thì nếu mà mấy bạn nào ở nước ngoài thì có thể mua cái chai Sugar Shop. Cái chai Sugar Shop này thật ra là nó để chống mốc, nó vệ sinh rất là sạch, trắng sạch luôn, giống như sàn nhà hoặc là toilet hoặc là trước khi sơn sửa người ta dùng cái chai này để đằng mà người ta vệ sinh nó với là chống mốc. Thì dùng cái chai này á, thì mình cho một ít nước ấm vô và một chút xíu thôi. Tại cái chai này là cái chai đậm đặc nha, cái chai này là chai chưa pha. Còn nếu mà các bạn mà mua cái chai mà nó có cái đồ mà bóp bóp á, thì cái chai đó pha rồi thì các bạn không cần phải pha nước nữa. Còn cái loại này á, thì là chưa pha, thì các bạn cho ít nước vô đây và lấy cái nùi dẻ, chỉ cần lau qua như vậy thôi. Mình lau tới đâu là nó sạch tới đó, lau tới đâu là nó sạch tới đó, coi như là dầu mỡ gì đó là nó đi hết, và đồng thời nó cũng chống mốc luôn. Rồi đây mình chỉ đó, như các bạn thấy đó, mình chỉ cần vuốt qua như vậy là nó sạch bóng luôn. Và nó không có bị, dù nếu mà có đồ ăn mà nó có dăng lên trên đây một vài ngày hoặc là cả tuần lễ, nó cũng không có đóng mốc nha. Quên cái nữa là mình nói cách thứ nhất là lúc mà dùng cái chai WD-40 hoặc là cái chai này đó, các bạn nên dùng cái khăn giấy để đằng mà lau, hoặc là những cái nồi dẻ mà bỏ đi á, lau nó nha. Bởi vì khi mà dầu mà nó đóng nhiều á, mình dùng một cái khăn giống như cái khăn của mình đang dùng đi mà mình lau lên đây đó, một lát giặt không có ra đâu nha, tại dầu mỡ nó rất là nhiều, thì chỉ có nước bỏ đi thôi. Vì vậy nên khi mà làm cái đó thì phải dùng cái khăn giấy để đằng mà lau, hoặc là cái nồi dẻ bỏ đi nha. Còn cái cách thứ hai đó là cái cách đó mà mình dùng cái Sugar Shop, thì pha Sugar Shop lên lau
như vậy thôi thì nó sạch rồi. Đó là mình ở đây mình kêu là deep clean, có nghĩa là nó quá dơ á, nó quá dơ thì mình mới dùng bằng cách này hoặc là cách này. Đó là cho quá dơ nha, có nghĩa là cả năm trời không lau hoặc là vài ba tháng không lau thì mình mới dùng hai cách này thôi. Thì hai cách này làm xong nó rất là sạch. Còn cách thứ ba mà mình dùng ở đây á, thường á, ở nhà mình á, thì nói nó ngay là mình kỹ lắm, nên mỗi lần mà nấu ăn xong á là mình lau liền. Thì cái cách nào thì ở đây á, mình pha phân nửa giấm và phân nửa nước, mình bỏ trong cái bình xịt này đây, mình để dưới bàn đây. Thì mỗi khi mà nấu ăn mà giống như con mình nó chiên trứng hay là chiên cá này kia nào đó, nó dâng lên rất là dơ. Mình chỉ cần lấy cái chai này, mình chỉ cần xịt lên như vậy. Rồi mình lấy cái thằng giấy hoặc là cái nồi dẻ, rồi mình lau sơ qua như vậy thì là nó sạch lại như mới thôi. Các bạn nhớ là phải pha phân nửa giấm và phân nửa nước nha. Lý do mình pha giấm ở đây là bởi vì trong giấm nó có axit, nó có thể tẩy những cái mà bị bám, mà nước thường á mình xịt lên nó lau không được. Nếu mà các bạn mà xịt lên mà lau liền nó chưa đi đó, thì cứ xịt đó đi, để khoảng chừng 5 phút rồi trở lại mình lau thì là nó sẽ sạch thôi. Còn thông thường á, là mình vừa nấu ăn xong á, là mình nếu mà nó có lỡ dăng á, mình xịt lên mình lau một cái thì là cái khu vực nhà bếp của mình á, thì các bạn thấy lúc nào nó cũng sạch hết trơn á, nó không có dơ nha. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Nếu các bạn chưa subscribe thì subscribe cho mình cái nha. Cái bên subscribe có cái chuông, bấm vô cái chuông cái nữa, chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Nếu các bạn mà có thắc mắc câu hỏi gì mà về khu vực nhà bếp này đó thì comment bên dưới nha. Mình sẽ có thời gian mình sẽ chia sẻ và trả lời lại cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.